Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 4 tháng 5 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tăng cường có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Các khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Miền Trung nhiều nơi trời chuyển rất khô, nắng hanh. Đối với khu vực Bắc Bộ, dự báo một đợt mưa mới sẽ diễn ra ở khu vực này từ ngày thứ hai của tuần tới, ngày mùng 9 tháng 5. Đối với khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông rải rác, mưa thường diễn ra về chiều và tối. Trong đó, trọng tâm mưa sẽ diễn ra tập trung chính ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi sẽ xảy ra mưa to đến rất to, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc sét và gió giật mạnh. Do gió đông và gió đông nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, tới ngày Chủ nhật của tuần này, nhiều khu vực trên cả nước sẽ bước vào một đợt mưa mới. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh đang suy yếu, lúc này ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có cảm giác rất nhẹ, trong khi đó khu vực khác trời se lạnh. Trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Miền Bắc có nắng với cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên, cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn, trong khoảng từ 28 đến 29 độ. Lui xuống miền Trung, nắng cũng xuất hiện nhiều hơn trong ngày hôm nay cũng như ngày mai. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cũng như phần phía nam của các tỉnh Bình Định trở xuống Bình Thuận với nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, vùng từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Nam thì trời vẫn còn có mưa, nên nhiệt độ ở khu vực này dao động ở khoảng từ 24 đến 29 độ. Lui xuống phía nam, trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có nắng gián đoạn trong ngày. Về chiều và tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày ở vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Trong khi đó, khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió đông nam đến đông, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4.